VRV Toshiba nó bị cái lỗi L2907 thì xử lý như thế nào? Xin chào tất cả các bạn nha. Thì với cái lỗi L29-07 đấy thì mình cũng đang nghi ngờ nó bị cái bo, một cái bo ở trong số các cái bo của cái giàn nóng ở phía ngoài giàn nóng các bạn nhé. Thì với cái bo này á thì các bạn tháo ra, và nếu các bạn có bo mới thì các bạn có thể thay thử, hoặc là nếu không có thì các bạn tháo ở chỗ khác ra. Thì các bạn cứ tháo từ từ thôi đấy, từ từ tháo nó ra, nó rất đơn giản, nó có các cái rắc thì mình cứ rút nó ra và cậy thôi. Đối với thằng Toshiba này nó không có ốc, thì các bạn sẽ thay cái bo mới vào thử nhá. Các bạn nhớ là cái bo nguồn quạt đấy. Bây giờ mình sẽ lắp vào, và trên cái bo này thì nó sẽ có các cái rắc, và các bạn chú ý là cắm đầy đủ các cái rắc vào, và nhớ là các cái màu dây ấy, các cái màu dây và các cái màu rắc thì ở trên bo nó đã có rồi, cho chúng ta phải cắm đúng. Một số cái rắc thì nó có thể giống nhau, nhất là các cái dây đơn, chứ một số cái rắc mà cái loại rắc khác thì các bạn không thể cắm nhầm được. Nhưng mà với các cái rắc mà cả chân cũ của nó ra rồi. nó có thể cắm nhầm, Cốt nhưng cốt. thực ra nó có vài cái rắc thôi, vài cái rắc đơn thôi, nhưng mà nó lại màu nó khác nhau các bạn nhé. Thì màu ở trên cái bo và màu ở trên cái dây ấy là các bạn phải cắm đúng vào và cắm đầy đủ đấy. Thì nó chỉ có mấy cái dây cấp nguồn thôi, với Tiền cả cắt mấy cái dây truyền thông thôi, thì nó đơn giản đúng không? cùng nhau Việc được cắm nó là cốt nhẹ cho nhàng nó thôi, đậu đừng có trên ấn mạnh tay vì nó có thể là sẽ bị gãy cái bo ra cho. và nó sẽ làm hỏng nếu các bạn thay mà không đúng. Ngược. Đấy thì nó không nhiều rắc các bạn nhé. Và cái bo thì có thể cái đời máy khác thì nó sẽ ở vị trí khác. Đấy, cắm xong Đấy. rồi thì bây giờ mình sẽ bật nguồn nhé. Đóng rồi, nguồn lên Đóng hả? rồi, nguồn đi. Đặt căng. Đấy, và khi mà bật nguồn thì lúc mới bật lên thì nó sẽ lốt lại toàn bộ những cái địa chỉ, rồi những cái bo biến tần, như là biến tần máy nén hay là biến tần quạt, nó sẽ lốt, nó sẽ mất thời gian lốt như này. Và nó lốt như vậy thì trên cái giàn nóng lúc này nó chỉ hiển thị U1 đấy, và nó nháy nháy ấy, là nó đang lốt các bạn nhé. Và nó có các cái gạch ngang, nhưng nó lại có một cái gạch chĩa dưới thì là nó chưa được. Khi nào mà đấy nó sẽ chuyển hết về cái dạng ba cái gạch với cả chữ U1, nó không nháy nữa, thì như vậy là nó đã được rồi các bạn nhé. Như vậy là nó đang lốt xong rồi và nó hết lỗi rồi, nghĩa là cái bo chúng ta thay là nó đã Nó đúng trong vào bệnh cái nó lỗi ra chưa? của xuất phát từ cái bo đó rồi. Thì Anh chụp nó ảnh qua đi. là chính là cái bo mà ở bên phía tay trái các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ đi vào, mình bật một cái thiết bị ở trong nhà lên, vì là lúc trước mình đã tắt hết đi để mình xử lý. Thì bây giờ vào bật thì nó sẽ chạy thôi đó, vì là bắt buộc phải bật giàn nóng. Mình có thể bật ở ngoài này nhưng mà nó nhiều thao tác hơi phức tạp nên mình bật trong nhà. Thì các bạn nhớ ở đây nhá, cái bo của nó đấy chính là bo nguồn quạt các bạn nhé. Nó cấp cái điện DC 280 cho quạt và nguồn điều khiển. Đấy, các bạn có thể nghe thấy tiếng là nó đang chạy rồi. Bây giờ nó hết cái lỗi L29 rồi. Đấy, máy nén nó đã rít lên rồi. Đấy, các bạn thấy không? Nó chạy rồi. Thực ra đấy, cái lỗi L29 thì nó có nhiều nguyên nhân dẫn đến cái lỗi này. Nó có thể là lỗi các cái IPDU, tức là các cái biến tần của máy nén, của quạt,
hoặc là lỗi chính cái bo điều khiển. Nhưng mà với cái lỗi 07 ấy, L29 như là cái mã 07 đằng sau ấy, thì mình thấy là nó hay lỗi cái bo đấy, nó hay lỗi cái bo nguồn của quạt. Đấy, thì chúng ta sẽ thay thay cái bo nguồn này thì nó sẽ hoạt động ngay các bạn nhá, nó sẽ hết lỗi. Đấy, và nó trở lại cái trạng thái ban đầu. À, chúng ta khởi động lại thì nó sẽ tự reset lỗi, con này không phải xóa lỗi các bạn nhá. Đấy, đơn giản phải không nào? L2907. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.